Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm bộ truyện Ngươi là hạng người gì cũng dám ở tiên giới lên mặt với ta. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Thanh Tụng, đứng lại đó cho tao. Mượn tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tao xem mày có thể chạy tới đâu. Tôi có lý do không thể không chạy khỏi nơi đây. Qua ngày hôm nay cho dù bị các người đánh chết tôi cũng mặc kệ. Cầu xin các người tha cho tôi lần này. Đứng lại đó, con mẹ nó, mày không hiểu lời tao nói hay sao? Hả? Chết tiệt, hắn ta đâu rồi? Anh, tên ngốc này nhất định là trèo tường chạy rồi. Có cần đuổi theo không? Đuổi, đi túm cổ thằng đó ra đây. Không tìm thấy nó thì người chết sẽ là bọn mày. Phù, may là chúng nó không đi hẻm này. Chờ bọn này đi xa chút nữa thì mình có thể ra rồi. Có lẽ là vẫn còn kịp. Đồ chó chết, trốn được mùng 1 thì trốn qua được ngày 15 sao? Con không phải bị lão tử tìm thấy rồi sao? Cường ca, em sai rồi. Anh bỏ qua cho em lần này đi. Mẹ nó, mày còn đòi bỏ qua. Tao đã cho mày nhiều cơ hội rồi. Mày nói xem, còn không trả tiền thì đi bán thận cho tao. Lão tử cho người mượn tiền trị bệnh cho ông mày, cứ không được thì không trả tiền nữa. Sao mày coi tao là đồ ngu đấy à? Đại ca, anh làm sao lại tới đây? Tao mà không tới thằng nhóc mày lại chạy nữa rồi. Đúng là một đám ngu, bắt một đứa mà cũng tốn sức như thế. Đúng là phiền phức, nhìn thấy thằng này máu tao lại sôi rồi. Đánh chết nó ở đây cho tao. Lẽ nào đây chính là số mệnh của mình sao? Tao chỉ muốn ông nội được sống thêm vài ngày, tao sẽ trả mà. Vì sao? Vì sao cuộc đời tao lại thê thảm thế hả? Ông nội, hãy chờ cháu sẽ về sớm thôi. Tiếng động gì thế? Em gái muộn thế còn đi một mình, chơi ván không? Đi sướng với bọn một lát, ăn cướp sao? Các anh mau tránh ra cho tôi nếu không. Nếu không cái gì, muốn kêu sao? Tiếng em kêu càng lớn, anh đây ai càng kích thích? Đúng thế, mau kêu lên đi. Cứ đi, anh đây kích động lâu làm đấy. Đi chết đi, đồ cận bã. Mẹ mày, con bày đặt trinh nữ, mau đứng lại cho tao. Hôm nay tao sẽ đích thân dạy dỗ lại mày. Đứng đó, phải làm sao đây? Sao lại chạy qua bên này rồi? Cứu mạng, cứu tôi với. Đứng lại cho tao con kia, muốn giúp cô ấy không? Mình có thể giúp gì sao? Bản thân mình còn lo liệu chưa xong. Cứu tôi với, mày có thể chạy thoát được sao? Đứng lại đó mau. Không, mình là một thằng đàn ông, mình không thể. Xem như mày còn chút thông minh, không học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cứu người. Đứng lại đó cho tao, phế phẩm cận bã, lũ đồi bại, đúng là sâu mọt của xã hội mà. Ngoại trừ ước hiếp con gái ra, có phải là mẹ mày không tìm thấy giá trị sống không? Cười chết tao rồi, đồ rác rốt. Hành Tụng, mày không xứng làm người. Nếu mình làm như thế, chắc ông sẽ vui lắm nhỉ. Mẹ nó, thế mà lại dám mắng lão tử. Anh ta, cô mau chạy đi, đừng lo cho tôi nhất định sẽ quay lại cứu anh. Nhất định đó, cứu mày, ha ha ha, mày chết đi cho tao, đồ con lợn. Cứ như thế, cuộc đời mình cứ như vậy kết thúc rồi sao? Không, không cam tâm, mình vẫn không thể chết, không muốn chết, đây là thiên đường, ha ha, như thế vẫn là chết rồi sao? Đúng là cuộc đời mà giống như một trò chơi vậy, thiên đường, bởi vì cứu người nên đặt cách cho mình lên thiên đường sao? Bạn nhận được thành tựu kính chi ngự chủ, điều kiện đạt thành, lấy máu làm dẫn, thuận lợi trở thành ngự chủ của tiên cảnh, đạt được kỹ năng, vạn quân chi thể, hiệu quả kỹ năng, cơ thể của bạn được một luồng khí bí ẩn từ tiên giới khiến cho cơ thể xảy ra một vài biến hóa khác thường, đạt được thành tựu, sơ lâm tiên giới, điều kiện đạt thành, bước đầu đặt chân vào tiên giới. Đây là phần thưởng sau khi chết sao? Đạt được thành tựu, kính chi ngự chủ, điều kiện đạt thành, lấy máu làm dẫn, thuận lợi trở thành ngự chủ của tiên cảnh. Lúc còn sống nếu như có được đống kỹ năng này, vậy không phải đã khác rồi sao? Quên mấy thứ đó đi, không nở chết đi vẫn có thể suy xét à? Nói không chừng còn có thể gặp mặt được ông nội ở trên này, mặc dù không biết mà thứ này là gì. Thành tựu, kỹ năng, rất giống ở trong trò chơi, nhưng mình phải làm sao để sử dụng đây? Không thể chạm vào, chỉ là một hình ảnh phản chiếu lại thôi sao? Nhưng mà cứ cảm thấy trong cơ thể có gì đó kỳ lạ, linh hồn cũng sẽ có cảm giác sao? Cái gì? Đây là trường trung thiên địa, nhận được vật phẩm. Hóa ra chỉ cần tập trung mặc niệm thì có thể sử dụng được kỹ năng. Một tấm gương sao, phát sáng rồi. Thiên đường sắp sụp đổ rồi. Đây chính là tiên phủ bên trong tấm gương sao. Đây là đâu, thế mà lại từ mặt đất vọt lên đây. Kỹ năng, kim tinh hỏa nhãn, tiên cảnh. Tử phủ là phủ đệ mà một vị đại năng nào đó khi vũ khóa đã để lại. Tứ phủ sơ hạt, không dính nhân của, không đụng trần ai. Ngoài được phủ vương mời tới bất kỳ ai cũng không được tiến vào. Phủ vương hiện tại, Thành Tụng, ta thế mà lại là phủ vương. Quả nhiên, đây là phần thưởng cho ta sao? Không ngờ sau khi chết đi lại còn được sống trong căn nhà thế này. Nếu như đã là phủ đệ của ta, vào trong xem thử chắc không sao đâu nhỉ. Tiên giới, Vân Thủy Cung, tiên tử, người hãy ăn thêm chút đi ạ. Ta hiện tại không có tâm tình. Tiên tử, thứ cho giao nhi nhiều lời, người đã ăn xương uống gió suốt một giáp nay rồi. Nếu còn tiếp tục như thế cho dù là cơ thể thần tiên cũng chịu không nổi mất. Chú thích một giáp bằng 60 năm.
Danh giới sinh tử cũng chỉ có vậy, ta không có tâm tình. Cái gì tấm kính bị nứt rồi sao? Đến rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi. Tiên tử, ta còn nhớ tấm kính này là vị thiên gia đó để lại cho người. Không sai, vị tiên sư đó thủ tín vào lúc tử kính bị vỡ, sẽ là ngày mà nam nhân túc mệnh đó giáng lâm. Cũng đại biểu cho Vân Thủy Cung chúng ta có thêm một tia sinh cơ. Kim tinh hỏa nhãn, huyền đô tử phù kiếm, tử quang vạn đạo, huyền biến can trọng là thanh kiếm huyền bí được một vị đại năng viễn cổ nào đó để lại. Dạ nhật thần cung là cung tên được hậu duệ đại vu dùng phù tăng thần mục chế tạo. Tương truyền thần thú kim ông đã từng chết dưới thân cung này. Hỗn nguyên hộ thủ là bảo vật được sinh ra từ tự đại đạo, không thể kèm theo hỗn nguyên chi thức, có điệu dụng vô hạn. Đúng bảo vật này vừa nghe tên là biết lợi hại rồi ha. Mấy món này đều thuộc hết về ta đúng chứ? Dù gì ta cũng là chủ nhân của phù đệ mà. Lại học được một kỹ năng, nhận được kỹ năng thuật tiên kiếm. Vậy những cái khác thì nhận được kỹ năng thánh kích thuật, nhận được kỹ năng vạn cung thuật, nhận được kỹ năng ngự khí thuật. Nhiều kỹ năng thế đúng là khiến người ta thoải mái mà. Đây, đây lại là gì? Tiền cấp kỹ năng, hình như là cao hơn một bậc so với kỹ năng trước. Âm thanh này là gì? Lại là gì đây? Thế mà mô phỏng lại rồi, cấp 177 sao? Con quái điểu này hình như không thể tiến gần cung điện được. Ta nhớ ra rồi, miêu tả tiên phủ từng nói qua, không có lời mời của tiên phủ bất kỳ sinh linh nào cũng không thể xâm nhập vào được. Cũng chính là nói, người có thể tiến vào đây đích thực chính là chủ nhân của tòa tiên phủ này. Ảnh Tất Vương, đẳng cấp 177, thể lực 36.600, sức mạnh 2.66, sức bền 2.666, mã lực 2.666, tiên căn 266, thành tột, đẳng cấp 1, thể lực 50, sức mạnh 10, sức bền 10, ma lực 10, tiên căn 1. Ảnh Tất Vương là tên của quái điều này, ta là người đã từng chết qua còn phải sợ nó sao? Giờ đây không phải ta chết thì cũng là nó chết. Ý của ngươi là muốn ta tấn công nó? Cuộc đời ta trước kia mịt mờ tâm tối, thì toàn là thống khổ. Sau khi chết ta không muốn phải sống như thế nữa. Ta hiểu ra rồi, vậy ta liền dùng ngươi chỉ một phen trước đi. Cấp bậc của ngài đã được tăng lên. Thành tụng, đẳng cấp 100, thể lực 17.000, sức mạnh 1.500, sức bền 1.500, ma lực 1.500, tiên căn 147, nhận được vật phẩm ảnh Tất Phương Chỉ Vũ, nhận được vật phẩm ảnh Tất Phương Chi Tế, nhận được vật phẩm ảnh Chi Kết Tinh. Thế này là sao? Kết thúc rồi ư? Chuyện này là sao chứ? Đầu mình chóng mặt quá. Nhà thuê, đây là nhà mình, chỉ là nằm mơ thôi sao? Vết thương cũng không còn nữa, hóa ra mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ. Tấm kính này, đây không phải là tấm kính trong giấc mơ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây được? Lẽ nào đây đều là thật? Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt, đây là phần thưởng của hệ thống. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Có thể lấy phần thưởng đổi thành tiền tệ sẽ nhận được vào thế giới thực hay không? Xác nhận, hủy. Này, cái này nay quá nhờ. Ông nội sao ta lại quên được chứ? Đáng chết, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Nhà cũ, ông nội, Thanh Tụng, con về rồi sao? Hừ, không ngờ vẫn còn quay về đây được. Nói không chừng ông nội là bị anh làm cho tức chết. Thanh Tụng, ông nội, đừng khóc nữa. Ông nội biết con ở ngoài rất cực khổ. Không cần để tâm đến lời nói của người khác. Cứ sống cho thật tốt đi. Mọi thứ đều là nhân của đã định sẵn trước rồi. Thiên có thiên đạo, ác có ác báo. Ác thì phải chịu tội, thiện sẽ được hưởng phúc. Thanh Tụng, chỉ cần tâm con luôn mang điều thiện, vậy sau này ác có phúc báo của riêng mình. Ông ơi, con biết rồi. Ngày thứ hai, tôi muốn gửi tiết kiệm ít tiền. Lần đầu tiên tiết kiệm, ngài đừng chê tôi cổ hủ. Ngài xem, tiết kiệm được không ít đây này. Vậy là đã hết chắc 4 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.